Cô làm cái gì vậy hả? Anh cũng dám hỏi tôi nữa à? Anh tàn tật như thế này mà dám đến đây xem mắt tôi à? Cô thông cảm. Tại vì tai nạn bất ngờ quá, mà cuộc hẹn thì lại được sắp xếp lâu rồi, cho nên tôi không còn cách nào khác. Thôi, bớt trình bày lại đi. Anh đúng là cái loại không ra gì. Đã tàn tật như thế này rồi, còn đến đây nữa, anh định hại đời tôi đấy à? Tôi mong cô nói chuyện lịch sự một chút. Rõ ràng tôi và cô chỉ là đối tượng xem mắt với nhau, không phải là người yêu hay là vợ chồng gì cả, cho nên cô không thể nói tôi hại đời cô được. Cô nghĩ rằng tôi sẽ cưới một người đanh đá như cô à? Này, cái thứ tàn tật như anh ấy mà cũng dám nói tôi à? Anh có tin là tôi cho anh một trận không? Đi xem mắt mà gặp phải loại người như anh đúng là xui xẻo mà. Em có làm sao cô? Này, cô là ai mà xem vào chuyện của người khác như thế? Câu này tôi phải hỏi cô mới phải đấy. Cô đi xem mắt mà không biết người ấy đã có người yêu rồi à? Cái gì? Cô là người yêu của anh ta à? Đúng vậy. Anh làm sao vậy hả? Anh giận em à? Tại sao đang quen biết em là người yêu của em mà anh đi xem mắt? Anh có biết là anh làm như vậy em đau lòng lắm không? Đấy là anh bị mẹ bắt đến đây xem mắt. Chứ nếu không thì anh làm sao mà anh dám bỏ em để anh cưới một người đánh đá như cô ta chứ? Trời ơi, làm như là ai cũng phải thích mình ý, ra vẻ cái gì cho ai cũng biết nữa. Ồ. Anh cũng động đấy. Tôi xin lỗi anh nhá. Tại vì vừa rồi tôi thấy cô ta hung dữ với anh quá, cho nên mới nghĩ ra cách như vậy. Có gì đâu mà phải xin lỗi. Tôi phải cảm ơn cô, bởi vì cô đã giải vây cho tôi ấy. Không phá hỏng buổi xem mắt của anh là tốt rồi. Mà thôi, tôi có việc, tôi xin phép đi trước ạ. Chào cô. Con chào mẹ. À, con đau không? Mẹ. À. Anh còn hỏi làm cái gì à? Tại sao anh lại giả tàn tật để đi xem mắt hả? Anh có biết là anh làm như thế để bây giờ tất cả mọi người người ta đồn nhà mình có một thằng con trai tàn tật không hả? Mẹ này, mẹ quan tâm làm gì với cái chuyện bàn tán linh tinh đấy? Anh không nghĩ cho anh ý, thì anh cũng phải nghĩ cho cái gia đình này. Anh làm như thế là bôi do chát chấu lên cái gia đình này. Mà anh có biết không, bây giờ người ta đồn cái gia đình thế rất là vớ vẩn. Mẹ biết thừa là vớ vẩn rồi, chứ mẹ con để ý làm cái gì nữa? Bây giờ con hỏi mẹ nhá. Từ trước đến giờ con luôn luôn đi xem mắt theo lời của mẹ. Từ bây giờ nhá, con sẽ không đi xem mắt nữa. Con đã không hiểu là mẹ muốn cái gì. Nhưng ấy, anh là con nhà gia giáo, anh phải tìm vợ nó môn đăng hộ đối chứ. Mẹ ơi, bây giờ con muốn tập trung cho sự nghiệp. Con chưa muốn lấy vợ. Hơn nữa là con cũng không cần là vợ con phải cùng gia cảnh với con. Cho nên từ bây giờ mẹ đừng can thiệp vào cái chuyện này nữa. Anh giỏi lắm. Bây giờ anh trưởng thành rồi, nên anh không nghe lời tôi nói nữa đúng không? Ơi, lấy vợ là chuyện trọng đại, làm sao có thể chọn bừa một người được. Cái thằng rồi cánh này. Ôi giời ơi, mẹ không nghe gì cả. Ôi giời ơi. Mẹ ơi, thôi mẹ cứ ở đây mà mẹ gào thét đi nhá. Khi nào mẹ mệt thì mẹ vào cho mẹ nghỉ. Con đi nghỉ trước đây. Cô đi đứng cái kiểu gì vậy hả? Là do mày đi đường không nhìn đấy chứ, liên quan gì đến tao? Đây là ai thế hả em? À, nó là cái con người yêu nghèo nàn của cái thằng mà tàn tật hôm trước em nói với anh ấy. Ra là vậy à? Này em ơi, anh khuyên thật, em nên bỏ cái thằng què quặt đấy đi, không là khổ cả đời đấy. Đó là chuyện của tôi, không liên quan đến hai người. Người yêu tao chỉ đang thương hại mày thôi mà, đừng có mà không biết điều như thế. Cảm ơn hai người nhưng mà tôi không cần, đúng là cái loại ngu ngốc. Con người với nhau hơn nhau ở ý thức. Loại giàu có nhưng mà suốt ngày coi thường người khác thì không đáng được tôn trọng đâu. Mày đứng lại đây cho tao. Ôi, để cô ta đi. Sau này mà rơi vào hoàn cảnh nghèo khó, lúc ấy mới thấy hối hận. Cũng đúng. Nếu mà đã không nghe lời ấy thì lúc đấy đừng có trách. Mình đi thôi. Anh ạ. Cà phê hả em? Dạ vâng ạ, của anh đây ạ. Ừ. Em xin phép ạ. Từ đã.
Anh làm cái gì vậy ạ? Làm gì đâu. Anh là anh thấy em cũng xinh đẹp, làm phục vụ ở quán cà phê thì phí quá. Anh bảo làm bồ của anh lương gấp 5 lần bây giờ, với cả nhiều ưu đãi lắm đấy. Tôi không cần, anh đi tìm người khác đi. Sao lại không cần? Ngoài những ưu đãi hấp dẫn nhá, tiền không thành vấn đề. Em muốn gì anh chiều em cái đấy. Cầm mồm lại đi, anh đừng có mà coi thường nghề nghiệp của tôi. Cá tính, cá tính, nhưng mà anh thích. Bỏ tôi ra. Ấy. Bỏ cô ấy ra. Cô có sao không? Tôi không sao. Mày quan tâm đến nó làm gì? Cẩn thận mọc cả một đống sừng đấy. Anh nói linh tinh cái gì đấy? Chứ không phải người yêu của cô là một thằng què à? Bây giờ lại xuất hiện một anh chàng đạo mạo đẹp trai như thế này. Chồng thì cũng ngoan hiền tử tế đấy, ấy thế mà lại là cái loại chẳng ra gì. Anh. Cảm ơn anh. Thằng què mà anh nhắc đến chính là tôi đấy. Anh còn muốn nói gì nữa không? Ô thế à? Thế thôi, tôi vừa nãy là hiểu nhầm thôi. Tôi đùa cô ấy mà. Để, xin lỗi. Xin lỗi nhá. Xin lỗi. Cô mặc tạm đi không ốm. Cảm ơn anh. Mà chân của anh không bị què à? À, hôm đó chẳng qua là vì tôi không muốn đi xem mắt, cho nên tôi mới giả vờ bị như vậy thôi. May mà đối tượng của tôi không nhận ra. Thế mà tôi cứ tưởng, mà lúc đó tôi cứ sợ là anh bị suy nghĩ bởi lời nói của cô ta. Cô ta làm như vậy thì tôi mới có thể nhận ra được bộ mặt thật của cô ta. Đây là số điện thoại của tôi, nếu có chuyện gì thì cứ gọi cho tôi nhé. Mà bây giờ cũng muộn rồi, tôi đưa cô về nhé. À, tôi không cần đâu, tôi có đi xe máy mà. À, vậy thì cô có thể cho tôi quá ra qua quán của cô được không? Tự dưng tôi lại thèm cà phê quá. Được thôi, xe tôi để bên kia kìa, đi thôi. Em nghe nói là chủ tịch FVM rất là khó tính, không biết là anh ta có chịu đầu tư cho chúng ta không nữa. Bây giờ khó cũng phải thử. Anh đã đi hết các công ty rồi, nhưng mà bên nào cũng từ chối. FVM là hy vọng duy nhất của mình bây giờ. Hay là tí nữa anh cứ thử tỏ ra đáng thương xem, biết đâu người ta lại nhủ lòng thương. Thì ơ, cái tên què này sao lại là anh? Cho hỏi, anh là anh Nam, chủ tịch của FVM phải không ạ? Chào hai người. Dạ, cô ấy còn trẻ người non dạ, mong anh đừng chấp ạ. Tôi nghe thư ký của tôi nói có một công ty cần gọi vốn, là công ty của anh à? Dạ, chính là chúng tôi ạ. Đây là dự án mới của công ty chúng tôi, mong anh xem qua. Không cần. À, chủ tịch Nam, tôi đã từng muốn cho anh một cơ hội, nhưng nhìn cái cách anh cư xử với mọi người thì tôi nghĩ chúng ta không nên hợp tác với nhau nữa. Anh Nam, xin anh hãy cho chúng tôi một cơ hội nữa, nhất định tôi sẽ sửa đổi ạ. Tôi có thể chấp nhận những đối tác còn non trẻ, nhưng tôi không thể nào chấp nhận một đối tác có vấn đề về đạo đức như anh được. Thôi, hai người rời đi đi, tôi còn phải tiếp công ty khác nữa. Mình về thôi. Anh về trước đi, em có việc muốn nói với chủ tịch Nam. Anh Nam, tôi không có chuyện gì muốn nói với cô. Cô về đi. Anh Nam, trước đây là do em nghĩ anh lừa em, cho nên em mới tức giận như thế thôi. Bây giờ anh cho em một cơ hội để sửa lỗi có được không? Mình sẽ làm lại từ đầu, mình sẽ tìm hiểu nhau. Em tin là em nhất định sẽ trở thành một người vợ phù hợp với anh. Xin lỗi, tôi đã có người yêu rồi. Và hiện tại tôi không muốn nhắc đến chuyện đó nữa. Tôi có việc phải làm. Cô về đi. Chắc là anh vẫn còn giận em đúng không? Vậy thì em về trước, lúc khác em đến tìm anh sau nhé. Cách làm của cháu ở gì đấy? Vừa nãy em làm gì thế à? Có biết là anh xấu hổ lắm không? Anh nhìn mà không biết à? Anh Nam là đối tượng mà tôi nhìn trúng. Sau này tôi sẽ trở thành vợ của chủ tịch công ty FVM. Sao em có thể nói nhẹ nhàng như thế à?
Em quên mất rằng chúng ta là người yêu của nhau hay sao? Anh đừng có tưởng là tôi không biết ở ngoài kia anh ve vãn người ta như thế nào nhá. Ngày xưa tôi yêu anh chỉ bởi vì anh có tiền, anh xứng với tôi. Còn bây giờ công ty của anh sắp phá sản rồi, làm sao mà xứng với tôi nữa. Bây giờ ấy, anh chỉ xứng để đi xách dép cho tôi thôi. Đồ khốn nạn, mày dám xỉ nhục tao à? Cái loại đàn ông nhã hèn hạ như mày ấy, cả đời này không bao giờ ngóc đầu lên được đâu, thằng chó. Mày còn khốn nạn, mày được lắm, mày cứ chờ đấy cho tao. Cô đợi tôi lâu chưa? Tôi vừa mới ra thôi. Tôi trả lại anh này, tôi đã giặt sạch sẽ cho anh rồi đấy. Cảm ơn cô nhá. Tôi mới phải là người cảm ơn anh. Nếu như tối ngày hôm trước không có anh thì tôi không biết là xảy ra chuyện gì nữa. Đó là chuyện mà tôi nên làm thôi. Mà tối nay cô rảnh không? Tôi mời cô đi ăn. Thật ra là anh không cần phải làm như vậy đâu. Không sao đâu. Thật ra từ sáng đến giờ tôi cũng chưa ăn gì cả. Tôi muốn mời cô đi ăn cùng. Nhưng mà thôi không sao, tôi ăn một mình cũng được. Tôi đi trước đây. Từ từ đã. Sao vậy? Tôi có biết ở gần đây có một quán ăn ngon, để tôi dẫn anh đi ăn nhé. Vậy thì tôi lại phải cảm ơn cô rồi. Mà quán ở đâu? Chúng ta đi thôi. Ở ngay bên kia thôi. Đi thôi. Cháu xin lỗi bác, vì hôm nay cháu mới qua thăm bác được ạ. Chuyện của cháu với thằng Nam không thành đôi là do thằng Nam nó mắt mù đấy. Bác thay mặt nó xin lỗi cháu nhé. Không phải đâu ạ, là hôm đó cháu đã có thái độ không tốt cho nên anh Nam mới ghét bỏ cháu như thế ạ. Thế hôm đó có chuyện gì hả cháu? Lúc đầu cháu rất vui vì được trở thành đối tượng xem mắt của anh Nam. Nhưng mà sau đấy thì đã xảy ra một số chuyện cho nên cháu đã cáu kỉnh và có thái độ không tốt ạ. Có chuyện gì? Cháu kể cho bác nghe xem nào. Lúc đầu khi cháu đến chỗ hẹn để đợi anh Nam thì người yêu anh ấy đến cảnh cáo cháu, rồi còn đe dọa cháu không được đến gần anh Nam. Sau đó còn chửi mắng cháu thậm tệ. Vậy cho nên khi anh Nam đến cháu mới tức giận quá và mắng anh ấy ạ. Còn có chuyện ý nữa à? Mà cháu có chắc đấy là người yêu của thằng Nam không? Cháu chắc chắn ạ. Chính anh Nam còn giới thiệu cô ấy là bạn gái với cháu nữa. Sau hôm đấy cháu bị sốc quá, đến tận bây giờ mới bình tĩnh lại được. Cháu sợ là bác sẽ hiểu lầm cho nên cháu quyết định sẽ đến đây để giải thích với bác ạ. Bác hiểu rồi. Mà cháu có biết người yêu thằng Nam là ai không? Cháu chỉ biết cô ấy là nhân viên của quán cà phê thôi ạ. Chắc chắn là con bé dụ dỗ rồi. Chứ không ấy, đời nào thằng Nam nó lại yêu một con bé phục vụ như thế. Cái này thì cháu cũng không biết nữa ạ. Mà thôi được rồi, cháu cứ yên tâm. Mà cháu có thích thằng Nam không? Cháu có chứ ạ. Thế được rồi. Bác đã nhận cháu là con dâu rồi. Thì để bác giải quyết chuyện này xong, bác sẽ nói với thằng Nam về quyết định của bác. Cháu cảm ơn bác ạ. Nhất định sau này cháu sẽ đối xử thật tốt với bác, coi bác như mẹ ruột luôn ạ. Cảm ơn anh bởi vì đã dẫn tôi đến đây. Tôi không ngờ là quán ăn ở trên thành phố lại có khung cảnh miền quê như vậy đấy. Không có gì đâu, cô thích là được rồi. Lần sau tôi sẽ dẫn anh đến một quán tủ của tôi. Anh sẽ phải bất ngờ bởi vì hương vị ở đấy cho mà xem. Tôi rất háo hức về lần gặp mặt tiếp theo của chúng ta đấy. Anh yên tâm đi, sẽ sớm thôi. Mà thôi, cũng muộn rồi, tôi đưa cô về nhá. Ở đây khu vực ngoại thành thế này khó bắt xe lắm. Tôi không cần đâu, làm phiền anh rồi. Có gì đâu mà phiền, đây là vinh hạnh của tôi mà. Đi thôi, xe tôi để bên kia. Thì ra con bé mì nó nói đúng. Cái thằng Nam này ngu ngốc thật đấy. Bác cần gì ạ? Cô ra kia, tôi nói chuyện với cô một lát. Bác đến tìm cháu là có việc gì ạ? Đây là... Trong thẻ này là 1 tỷ. Nếu cô đồng ý rời xa con trai tôi thì nó sẽ là của cô. Cô nên biết đủ. Hai
2 tỷ. Cô rời xa con trai tôi. Dạ thưa bác, ý của cháu không phải như vậy. Nếu cô không biết điều thì đừng có trách tôi gặp bố mẹ cô để nói chuyện. Chắc người bố mẹ nghèo hèn ở quê của cô sẽ rất xấu hổ khi có một đứa con gái mặt dày như cô đấy. Thưa bác, cháu không biết bác là ai và cũng không biết con trai của bác là ai. Thế cho nên bác đừng có đến đây tìm cháu và sỉ nhục bố mẹ cháu như vậy ạ. Vừa mới hôm qua còn đi ăn uống với nhau vui vẻ mà hôm nay đã làm như không quen biết nhau ấy. Ý của bác nói là anh Nam à? Không giả vờ nữa sao? Dạ thưa bác, chắc là bác có sự hiểu lầm gì rồi ạ. Cháu và anh Nam chỉ là bạn và không có bất kỳ mối quan hệ nào khác. Chính vì thế bác đừng có đến đây và đưa tiền cho cháu. Lại giở cái chiêu trò này ra. Cái loại con gái nghèo hèn như cô ấy chỉ muốn vơ vào thôi. Cháu nhờ bác gửi những lời này đến anh Nam giúp cháu. Là từ giờ trở đi cháu và anh Nam sẽ không có bất kỳ mối quan hệ nào cả. Và bác hãy bảo con trai của bác là đừng có đến đây tìm cháu nữa. Cháu xin phép bác, cháu có việc. Cái loại nhà quê nghèo hèn cứng đầu. Lan Anh, em đợi anh lâu chưa? Có chuyện gì vậy? Cái tát này là trả cho tất cả những lời sỉ nhục mà mẹ anh dành cho tôi và cả bố mẹ tôi. Mẹ anh đến gặp em à? Thời gian vừa qua chúng ta yêu nhau, tôi cảm thấy rất vui. Tôi cảm ơn anh. Nhưng mà từ ngày hôm nay chúng ta hãy coi nhau như là người xa lạ đi. Anh đừng có đến đây tìm tôi nữa. Lan Anh, nếu mẹ anh có nói điều gì không phải thì mong em thông cảm. Mẹ anh nói đúng mà. Tôi chỉ là người ở tầng lớp thấp kém, làm sao mà có thể xứng với người ở tầng lớp thượng lưu như anh. Từ giờ trở đi anh đừng có đến tìm tôi nữa. Hãy tìm kiếm một cô gái khác và sống một cuộc sống thật tốt đi. Lan Anh, em nghe anh nói đã. Từ trước đến nay mẹ anh đều vô lý như vậy. Em đừng nghe những gì bà anh nói mà. Chúng ta không cùng tầng lớp với nhau. Bây giờ quen biết nhau thì mai sau chỉ có khổ thôi. Lan Anh, nghe anh nói, Lan Anh. Mẹ, anh làm cái gì mà cái mặt hầm hầm như thế? Cứ như là tôi lấy của anh cái gì ấy. Tại sao mẹ lại đến gặp Lan Anh, nói những lời linh tinh như vậy à? Tôi làm như thế cũng chỉ là một tốt cho anh thôi. Lấy vợ ấy là phải lấy cái người đó môn đăng, ngộ đối, chứ không phải lấy một con bé nhà quê lại còn có bố mẹ làm nông như thế nữa. Nông dân thì sao ạ? Chẳng phải mẹ vẫn thường ăn gạo của nông dân trồng trọt hay sao ạ? Từ bao giờ mà mẹ lại có suy nghĩ cổ hủ như vậy à? Còn yêu ai là quyền của con, mẹ đừng xen vào nữa. Không được, dù có chết đi cũng không bao giờ tôi chấp nhận cô ta cả. Anh có biết không, để á người đời người ta xì xào chỉ trỏ là cái có con dâu nghèo hèn như thế à? Con không hiểu từ bao giờ mà mẹ lại có suy nghĩ coi thường người khác như vậy. Chẳng phải từ ngày xưa ông bà nhà mình cũng từng rất vất vả khó khăn hay sao ạ? Tại sao bây giờ mẹ lại quay lưng vào gốc gác như thế? Chính vì đã trải qua nên tôi biết người đời người ta khinh thường người nghèo như thế nào. Tôi là mẹ anh, tôi nói anh phải nghe. Mẹ, từ bé đến lớn lời mẹ nói con không dám không nghe. Nhưng lấy vợ là chuyện trọng đại của đời người. Con muốn lấy người mà con yêu. Không được. Nếu anh không nghe lời tôi, anh đừng bao giờ bước chân về cái nhà này nữa. Mẹ, năm nay con đã gần 30 rồi. Con không phải là đứa trẻ mà mẹ đặt đâu con ngồi đấy nữa. Con cũng không sợ mẹ đuổi con ra khỏi nhà. Nếu mẹ vẫn giữ vững quan điểm của mẹ thì con sẽ chuyển ra ngoài sống. Khi nào có thời gian, con sẽ về đây thăm mẹ. Em muốn làm phản đúng không? Anh chỉ vì cái đứa con gái kia mà anh không nghe lời tôi chứ gì? Mẹ, chính mẹ là người vô lý trước đấy ạ. Mẹ luôn muốn người khác làm theo ý của mình. Nhưng mẹ không bao giờ quan tâm việc điều mẹ yêu cầu con có muốn làm hay không ạ. Con lên dọn phòng đây. Con chào mẹ. Đứng lại! Đứng lại cho tôi!
Tan anh. Chuyện tôi nói với anh nghe không hiểu gì à? Anh Nam lại đi tìm con hồ ly tinh đấy rồi. Đúng là tức chết mà. Ngày hôm nay anh đến đây là để thay mặt mẹ anh xin lỗi em. Việc này cũng một phần là lỗi của anh. Anh đã không nói rõ mối quan hệ của chúng ta cho mẹ anh biết, cho nên mẹ anh đã hiểu lầm và làm tổn thương đến em. Anh xin lỗi. Chuyện này là lỗi do tôi. Anh không có lỗi gì cả. Nếu như lúc đó tôi không đồng ý với lời đề nghị của anh thì mọi chuyện đã không tồi tệ như thế này. Em đừng nói như vậy. Thời gian vừa qua chúng ta tìm hiểu nhau, chắc em cũng biết rằng anh thích em mà đúng không? Anh không muốn vì một chuyện hiểu lầm không đáng có mà mất đi người anh yêu. Anh mong em hãy cho anh một cơ hội để sửa sai được không? Anh có biết là bây giờ anh nói những lời này tôi cảm thấy rất khó xử không? Nhưng mà tôi biết chúng ta không thể nào mà đến được với nhau nữa. Anh hiểu ý em. Anh nói ra những lời này chỉ mong mình được nhẹ lòng, chứ anh không có ý ép buộc em phải quen anh. Thời gian vừa qua anh cảm ơn em. Em đã luôn bên cạnh động viên anh những lúc anh khó khăn nhất. Từ trước đến giờ chưa có một cô gái nào tốt với anh như vậy. Anh rất biết ơn em. Anh mong em luôn được hạnh phúc. Tôi biết rồi. Cảm ơn anh. Tôi còn có việc thì đi trước đây. Rồi kiểu gì anh thì cũng sẽ thuộc về mình thôi. Đàn anh, đứng lại đấy cho tôi. Dù sao thì chúng ta cũng có chút quen biết. Tại sao cô nhìn thấy tôi lại định bỏ đi như thế? Tôi chỉ muốn tránh ra để không xảy ra những chuyện đáng có thôi. Tôi làm như vậy thì có gì là sai? Giáo dưỡng của cô đâu? Người khác chưa nói xong mà đã định bỏ đi như thế à? Thưa bác, cháu và cô gái này không quen biết nhau. Vậy lấy lý do gì mà cháu phải đứng ở đây để lắng nghe cô ấy chửi ạ? Cháu nói như vậy có đúng không bác? Cô... Bác đừng giận ạ. Chắc là cô ấy vẫn còn tức vì chuyện lần trước, cho nên là mới đối xử lạnh nhạt như thế thôi ạ. Bác đừng giận cô ấy nhá. Tiện đây, tôi cũng giới thiệu luôn cho cô biết. Đây là My, con dâu tương lai của tôi, và sau này là vợ của thằng Nam. Cô thử nhìn lại mình đi. Cô có xinh đẹp bằng My không? Cái loại con gái như cô ấy chỉ xứng đáng sách xếp cho My thôi. Thưa bác, chuyện bác mắng chửi cháu, sỉ nhục cháu, cháu có thể bỏ qua cho bác. Nhưng mà chuyện gì cũng có giới hạn thôi ạ. Con run xéo lắm cũng phải quằn, và cũng phải biết tức giận đấy bác ạ. Này, cô là cái thá gì mà dám ăn nói với bác ấy như thế hả? Tôi lấy tư cách là nạn nhân của hai người để nói chuyện với hai người đấy. Như vậy đã đủ chưa? Tôi khuyên cô nói cái gì cũng phải có điểm dừng thôi. Đừng có mà được nước lần tới. Còn bây giờ tôi có việc, tôi đi trước. Tôi không có thời gian đứng đây nói chuyện với hai người đâu. Đúng là cái loại con gái nhà quê, vô lễ. Bác ơi, bác đừng giận vì một người không đáng như thế ạ. Bây giờ cháu đưa bác đi chỗ khác để shopping nhá. Cháu tốt với bác quá. Bác là mẹ chồng tương lai của cháu mà. Cháu không tốt với bác thì tốt với ai nữa ạ? Đi thôi bác. Cô bị làm sao vậy hả? Tôi và cô không hề quen biết. Tại sao suốt ngày cô cứ bám dính với tôi ấy hả? Bởi vì cô mặt dày, lúc nào cũng bám lấy anh Nam. Thế cho nên ý, tôi mới phải đến tận đây đấy. Tại sao tôi nói như thế nào cô cũng không chịu tin nhỉ? Nếu như bây giờ cô không tin thì gọi anh Nam đến đây đi, chúng ta ba mặt một lời với nhau. Anh Nam anh ấy rất bận, không có thời gian mà quan tâm về cái chuyện vớ vẩn này đâu. Tôi cảnh cáo cô nhá, tôi là vợ sắp cưới của anh ý. Thế cho nên ý, đừng có mà đến gần anh Nam nữa. Nếu không nhá, tôi sẽ tìm đến tận bố mẹ cô để cho họ dạy dỗ lại cô đấy. Được, vậy thì cô làm đi. Tôi cũng sẽ tính toán với cô từng chuyện một. Tôi sẽ không bỏ qua bất kỳ chuyện gì của cô đâu. Cô nghĩ là tôi sợ cô đấy à? Cô cứ thử xem, tôi không cần biết là cô sợ hay không. Nhưng mà có vẻ như là anh Nam rất là hứng thú với chuyện này đấy. Mày đang dọa tao à? Tôi đang dọa cô đấy, thì làm sao, cô làm gì được tôi? Được rồi, mày cứ vênh váo đi. Đến lúc mà tao với cả anh Nam làm đám cưới với nhau ấy, thì ngồi đấy mà khóc. Tôi chắc chắn với cô, chuyện đó sẽ không xảy ra đâu. Anh Nam, sao anh lại đến đây ạ? Ngày hôm nay có 3 người ở đây, tôi nói thẳng luôn nhá. Tôi thích Lan Anh. Mà mặc dù kể cả cô ấy có thích tôi hay không thì tôi cũng sẽ không cưới cô làm vợ đâu. Cô đừng mất công đến nhà tôi nịnh nọt mẹ tôi nữa. Bà ấy không có quyền can thiệp vào cuộc sống hôn nhân của tôi. Nam, sao anh lại đối xử với em như thế?
em yêu anh thật lòng mà. Yêu thật lòng? Cô không thấy buồn cười à? Tôi thấy cô chỉ yêu tiền và công ty của tôi thôi. Cô còn nhớ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau, cô đối xử với tôi như thế nào chứ? Cô nghĩ tôi sẽ cưới một người như cô làm vợ? Nam, đấy chỉ là hiểu nhầm thôi mà. Em xin anh đó, anh cho em một cơ hội. Giữa tôi và cô không có cái gọi là cơ hội. Và tôi cũng nói thẳng cho cô biết, cô đừng tìm đến Lan Anh mà làm phiền cô ấy nữa. Nếu không tôi sẽ không để yên đâu. Anh xin lỗi, anh lại gây phiền phức cho em rồi. Không sao đâu, chẳng qua là cô ấy cố tình gây sự thôi ạ. Lan Anh, anh thấy từ trước đến giờ anh chỉ gây chuyện cho em thôi. Cho nên anh quyết định rồi, sau này anh sẽ không đến tìm em nữa. Như vậy thì mọi người cũng sẽ không gây phiền phức cho em. Em nhất định phải sống tốt nhé. Anh đi trước đây. Anh Nam! Anh Nam! Có chuyện gì vậy? Em có chuyện muốn nói với anh. Sao thế em? Mình tiếp tục tìm hiểu nhau đi. Nếu như mà anh không đồng ý thì thôi vậy. Em vào quán đi. Lan Anh, em vừa nói gì cơ? Không có gì ạ. Em đừng có chơi xấu như vậy chứ. Rõ ràng là em vừa nói em muốn chúng ta tiếp tục tìm hiểu nhau cơ mà. Rõ ràng là anh nghe thấy rồi. Thế mà lại còn muốn em nói lại à? Bởi vì anh sợ đây chỉ là mơ thôi. Em sẽ cho mình thêm một cơ hội, để sau này mình sẽ không phải hối hận gì cả. Cảm ơn em. Anh hứa từ nay về sau sẽ không bao giờ để em phải hối hận, kể cả trong suy nghĩ. Em biết rồi. Mà thôi anh đi về đi, em phải vào trong quán làm việc tiếp đây. Anh đi cùng em. Bác đến tìm cháu có việc gì ạ? Hôm trước cháu có hẹn với bác là hôm nay đi mua sắm. Bác đợi cả buổi sáng mà không thấy cháu đâu. Bác sốt ruột quá, sợ có chuyện gì nên bác mới đến đây để tìm cháu. Cháu không sao, chỉ là cháu không thích đi, thế thôi. Cháu không thích đi, sao cháu không nói với bác? Cháu không nói là bác mất bao nhiêu thời gian. Tôi không thích thì tôi không đi, có thế thôi. Bác nói nhiều như thế làm cái gì? Cháu ăn nói kiểu gì đấy? Thôi, bác đi về đi, sau này đừng đến đây tìm tôi nữa. Không ngờ cháu lại là con người như thế. Cũng may á, thằng Nam nhà bác nó không chấp nhận cháu. Bác nghĩ là bác tốt đẹp lắm hay sao? Nếu như không phải là bác có thằng con là chủ tịch ấy, thì bác nghĩ có ai thèm để ý đến một bà già hách dịch như bác không? Cô được lắm. Đúng là trước đây tôi có mắt như mù nên mới thích cô như thế đấy. Chào cho bác ạ. Hôm nay là ngày đầu tiên cháu tới chơi. Cháu có món quà tặng cho bác ạ. Kìa mẹ, Lan Anh đang nói chuyện với mẹ đấy ạ. Cô ấy là người yêu của con, mẹ tôn trọng cô ấy một chút đi ạ. Đấy là người yêu anh chọn, chứ không phải tôi. Tại sao tôi phải tôn trọng cô ta? Mẹ, sao mẹ lại nói như thế được ạ? Từ trước đến giờ con luôn tôn trọng quyết định của mẹ. Lan Anh là người con nhận định, chắc chắn con sẽ muốn lấy cô ấy làm vợ thôi. Mẹ, mong mẹ tôn trọng quyết định của con. Còn nếu mẹ không muốn gặp con và Lan Anh nữa, thì con xin phép mẹ, con sẽ chuyển ra ngoài sống. Hàng tháng con sẽ gửi tiền về để kính hiếu mẹ. Sau này nếu bọn con có kết hôn với nhau mà có cháu, thì con sẽ gửi ảnh cháu cho mẹ xem ạ. Anh ép tôi đi à? Con không ép mẹ, con chỉ nói sự thật thôi. Mẹ cứ suy nghĩ thật kỹ. Còn bây giờ con và Lan Anh xin phép mẹ. Cháu xin phép bác ạ, cháu đi ạ. Anh lấy ai thì lấy, nhưng mà ít nữa có cháu ấy, phải để cho tôi chăm sóc với nhá. Mẹ yên tâm đi, chỉ cần mẹ đồng ý cho con cưới Lan Anh thì chuyện gì con cũng đáp ứng hết. Em thấy chưa? Thế anh nói có đúng không? Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời, thế thôi. Anh nói linh tinh cái gì đấy? Bác cái mà nghe thấy thì không hay đâu. Mình đi thôi.
Em cứ tưởng là mẹ anh sẽ phải trách gì cơ. Vất vả cho em rồi. Em vì anh mà phải chịu đựng thái độ của mẹ anh. Anh tin rằng một thời gian nữa mẹ anh sẽ thay đổi thái độ với chúng ta thôi. Anh phải cảm thấy mình thật may mắn khi có em ở bên cạnh. Anh hứa sẽ đối xử tốt với em cả đời. Anh sẽ không để em phải thua kém bất kỳ ai đâu. Chúng ta nhất định phải hạnh phúc. Phải để cho bố mẹ cả hai bên tin tưởng vào chúng ta. Phải. Chúng ta sẽ hạnh phúc hơn bất kỳ ai.